Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây lá tứ đuôi tròn bonsai 2141, một cây lá tứ đuôi tròn 350k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha quý vị. Lá tứ đuôi tròn cây này đế đẹp lắm nha. Đó. Cây này là bông dữ lắm nha, mà nu nó cũng dữ dội luôn nha. Nó chỉ thua kim ba xưa thôi nha quý vị, nu nó nè. Chứ nó không thua cái gì trơn nha, nói về dàn nu nó nha. Rồi, tỷ lệ đây. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha. Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk là không giao hàng được nha. Rồi để tôi quay vòng cho quý vị xem nha. Đó. Đế của nó đây. Tàn nó đây. Quay qua sau luôn. Đó. Đây là mặt sau của nó luôn nha. Đế đắm đó. Nu của nó là nha quý vị. Lá tứ đuôi tròn nha quý vị. Có một cây duy nhất thôi nha. Cái tàn của nó đây nè, lá nó đẹp lắm nha. Rồi. Rồi, kết thúc luôn nha quý vị. Thấy cái dàn nu nó không? Nu dữ lắm nha. Rồi 350k bao ship toàn quốc luôn. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản luôn nha. Rồi xuống luôn quý vị ơi.